Xin chào các bạn, chào các bạn đến với channel của mình Thì hôm nay mình sẽ cùng nhau thực hành phân tích cấu trúc nền giá của con này các bạn nhé Thì với con này vào ngày 12 tháng 10 năm ngoái xuất hiện điểm PS Đến ngày 17 tháng 11 năm ngoái xuất hiện điểm SC Lúc này thì giá cổ phiếu dưới giá thể của nó nên là kiếm cái cơ ngon và hàng và đẩy giá lên Đẩy lên đến vùng AR Lúc này thì các nhà đầu tư không chữa hàng ra này nữa nhưng giá bị đạp xuống Đây là số 1, số 2, số 3 Đấy các chưa đến điểm test số 3 thì anh tính ghi đủ rồi khoảng 115 ngày gần đủ mà chúng ta sẽ bắt đây khoảng 60 phần trăm bạn nhé 60 phần trăm tỷ trọng sau khi bắt xong giá cổ phiếu đánh lên này lên đến vùng này ta điểm SOS trên này lúc này thì gặp hai nguồn cung chưa là nguồn cung chưa lượng trên đầu và nguồn cung bắt đáy nên giá cổ phiếu bị đạp xuống thời điểm LPS ở đây và chúng ta sẽ bắt tại điểm LPS này khoảng 4 phần trăm cho độ 100 phần trăm bạn nhé sau đó giá cổ phiếu tiếp tục tăng lên mỹ biên tăng trưởng là khoảng sáu mươi phần trăm như vậy hôm nay mình đã cùng nhau thực hành phân tích cấu trúc biển giá con nét ai nếu ai chỉ muốn like sẽ ký nhà Thôi tạm biệt cả các bạn bye bye